Xin chào vị đã chương trình trực diện TV. Thì chính trường của Miến Điện hiện giờ là đang hết sức là sôi động, và trong mấy tuần vừa qua đó thì nơi này là cái nơi mà tạo cái sự quan tâm rất là lớn của các cái lực lượng các cái nước phương Tây và ngay cả Liên Hợp Quốc nữa, và cho thấy rằng đang chứa đựng rất là nhiều các cái rủi ro trước cái nguy cơ có thể là bị đảo chánh bất cứ lúc nào. Cái sự đảo chánh này nó đến từ ở phía quân đội của Miến Điện lên cái chính quyền của Miến Điện như hiện nay, đó là cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi. Thì trong cái vấn đề mà liên quan đến cái vụ việc này đó, thì có một cái sự tố cáo của những người ở trong quân đội của Miến Điện thì cho rằng cái cuộc bầu cử vừa qua đó hồi tháng 11 năm 2020 về vấn đề mà bầu quốc hội nó có những cái dấu hiệu cho thấy rằng nó không có minh bạch, và những cái sự tố cáo cần phải điều tra làm rõ. Và ở cụ thể đó thì ngày 26 tháng Giêng năm 2021, ở phía bên quân đội của Miến Điện đã đưa ra những cái lời đe dọa, và họ nói rằng họ không loại trừ các khả năng có thể đảo chánh nếu như những cái khiếu nại của họ mà không được kiểm tra lại các cái kết quả bầu cử. Và họ nói là theo như cái sự trích dẫn của AFP đó, thì họ nói rằng cái tướng Cho Minh Thun đã cho báo giới biết rằng là quân đội Miến Điện khẳng định rằng có ít nhất là 8,6 triệu các cái trường hợp nó không có đúng, và những cái trường hợp gọi là các phiếu bầu nó không có đúng đó. Trong đó thì cụ thể là có đến hàng chục nghìn những cái cử tri gọi là trăm tuổi, hoặc là có những cái cử tri trẻ vị thành niên, tức là những người chưa đủ tuổi đi bầu nhưng mà vẫn có tên trong phiếu bầu, vẫn có thể đi bỏ phiếu. Thì những cái điều đó là không thể chấp nhận được, những cái điều đó là vi phạm hoàn toàn cái hiến pháp của Miến Điện. Và khi hỏi về một cái khả năng mà gọi là đảo chánh thì ông tướng này đó, ông tướng Min Thun cũng đã cho biết rằng là quân đội sẽ nắm quyền, nhưng mà chỉ nói nó như thế thôi, nhưng mà ta không biết là quân đội nắm quyền thế nào. Nắm quyền là sau khi mà có cái kết quả kiểm tra là phiếu bầu thì quân đội nắm đa số và họ thắng cử cho nên họ nắm quyền, hay là quân đội nắm quyền bằng cái cách làm sử dụng vũ lực để mà thực hiện cái quyền đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà hiện giờ thì theo như cái hiến pháp của Miến Điện đã quy định, sau khi mà trước đây đó thì họ có ghi rõ là quân đội của Miến Điện luôn giữ 25% các cái ghế ở trong quốc hội, lúc nào cũng vậy, không cần bầu họ cũng phải có 25% trong cái số đó. Còn bên cạnh đó thì cái quân đội họ sẽ nắm giữ ba cái bộ quan trọng, đó là cái bộ về quốc phòng thì khỏi nói, là quân đội là khỏi nói là quốc phòng rồi, cái thứ hai là cái lực lượng công an, tức là lực lượng nội vụ đó cũng phải là do họ nắm, cái thứ ba là cái lực lượng bảo vệ biên giới, cái lực lượng mà ở biên giới thì rõ ràng là họ cũng nắm luôn. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, theo cái kiểu là cái thanh kiếm lá chắn hay là cái lực lượng cưỡng chế hùng mạnh nhất của cái quốc gia này rõ ràng là do quân đội nắm hết. Và chúng ta thấy rằng cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đó thì hiện đang chiếm là 396 các cái ghế trên 476 các cái ghế của quốc hội, và vì nắm đa số như thế đó cho nên là vừa qua có những cái sự khiếu nại tố cáo, thì ở phía bên đảng của bà Aung San Suu Kyi đã từ chối các cái sự triệu tập một phiên bất thường để quốc hội để mà bàn về những cái cáo buộc này của phía quân đội. Và cái sự từ chối đó nó đẩy lên các cái làn sóng mà tranh chấp nó càng dữ dằn hơn. Và trong mấy ngày vừa qua cũng có một cái sự tiếp xúc rồi, ở phía quân đội họ có cái đại diện qua để mà tiếp xúc phía bên lãnh đạo của cái đảng bà Aung San Suu Kyi, nhưng mà cái cuộc tiếp xúc đó sau khi mà cái cuộc họp đó thì ra về đó, được cho rằng không có thành công, hai bên đã không có những cái tiếng nói chung. Thì điều này cũng rất là dễ hiểu thôi, một bên tố cáo thì một bên kia họ nói rằng họ không có chứng cứ, mấy anh tố cáo gian, cáo cáo mà không có những cái gì để mà chứng minh chẳng hạn, hoặc là có những cái sự thiếu sót mà ở chỗ này chỗ kia, nhưng mà nó không có đáng, không có rộng khắp, không có đủ để mà thay đổi hoàn toàn cái bản chất của cái kết quả bầu cử chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó cho thấy rằng cái vai trò hay là cái tình hình ở ngay cái Miến Điện đang hết sức là nguy cấp, không phải là nguy cấp mà nó phải chất là báo động. Và chính cái tình hình báo động như thế này thì Liên Hiệp Quốc vào ngày 29 tháng Giêng năm 2021 vừa qua thì cũng đã lên tiếng cảnh báo rồi. Cảnh báo về cái gì? Cảnh báo về cái tình hình có thể đảo chánh ngay tại Miến Điện. Và lên án về các cái hoạt động mà nó phi pháp, hay là đúng hơn là các hoạt động mà nó không có tuân thủ theo cái hiến pháp.
và không có tuân thủ theo các cái quyền lựa chọn của những cái người dân á, một cách hợp pháp, thì cái điều đó người ta cũng bị lên án. Cụ thể thì ông tổng thư ký của Liên Hợp Quốc là ông Antony Guterres, thì ông Guterres cũng đã cho biết rằng á, ông đang theo dõi những cái diễn biến hết ở Miến Điện hết sức là sát sao, và sau khi mà quân đội nước này tuyên bố rằng sẽ hành động nếu như không được giải quyết các khiếu nại, thì đó là cái điều mà bây giờ Liên Hợp Quốc đang rất là quan tâm. Thì cho thấy rằng ở một cái, những cái tuyên bố khác thì có nhiều nước cũng đã lên tiếng, cụ thể là 17 các cái đại sứ của các cái nước, trong đó có Hoa Kỳ ha, và coi như là nhiều cái nước khác như là Úc, Anh, Canada, rồi Liên minh châu Âu cũng đã cùng với 12 các quốc gia khác là lên tiếng kêu gọi là quân đội Miến Điện đó phải tuân thủ các cái nguyên tắc dân chủ, hay là gọi là tôn trọng các cái gắn bó với các cái giá trị dân chủ, những cái tiêu chí dân chủ, thí dụ như vậy, người ta dùng những cái từ như thế. Và tuyên bố này đó thì họ nói rằng các cái nước là bất kỳ những cái nỗ lực nào để mà nhằm làm thay đổi cái kết quả bầu cử hoặc là cản trở các cái tiến trình gọi là dân chủ, chuyển đổi dân chủ này kia của Miến Điện đó thì đều bị lên án hết. Tức là thế giới họ sẽ không công nhận nếu mà chính quyền của ở phía bên ở bên mà gọi là bên quân đội họ lên họ nắm chẳng hạn, và họ có cơ sở nói rằng họ chà đạp các cái lá phiếu đó thì cũng sẽ không được công nhận. Dĩ nhiên là nó rất là khó khăn đó, tình hình bây giờ cũng rất là khó công nhận bên cái đảng phái nào, công nhận chính quyền nào, mà những cái sự mà đảo chánh á, thì thường thì các cái nước phương Tây họ không chấp nhận, họ không thích những cái chuyện đó. Và cho thấy là các cái cuộc đàm phán đã bị thất bại rồi thì bây giờ đang đứng trước các cái nguy cơ, và không biết rằng á, là tới đây các bên sẽ tiến hành như thế nào. Nhưng mà ngay cả bản thân của bà Aung San Suu Kyi đó, bà ta cũng chưa đưa ra bất cứ một cái ý kiến nào liên quan cái vấn đề này, và chỉ nói rằng là ngày 28 đó, tức là trước khi mà Liên Hợp Quốc và các nước châu Âu họ đưa ra những cái lời mà khuyến cáo, thì trước đó một ngày họ đã có một cái cuộc gặp gỡ và cho rằng cái cuộc gặp gỡ đó không có thành công. Thì cho thấy rằng hiện nay nó có thể nói là đang lâm vào một cái cuộc khủng hoảng về hiến pháp rất là trầm trọng, cái cuộc hiến pháp mà trầm trọng nhất luôn kể từ khi mà cái tập đoàn quân Việt cũ đó của quân đội của Miến Điện đã giao lại cho cái dân sự đó năm 2010. Tức là từ năm 2010 đến nay thì đây là lần khủng hoảng nhất. Thì trở lại một cái hình mẫu của bà Aung San Suu Kyi thì chúng ta thấy rằng trước đây bà ta được tôn sùng và được tôn xưng rất là dữ dằn và được rất là nhiều các cái quốc gia tặng rất là nhiều các cái giải thưởng để mà coi bà ta giống như một hình mẫu, một cái nguồn cảm hứng và giới thiệu cái hình mẫu đó ra cho thế giới, nhất là những cái nước mà gọi là đang đấu tranh dân chủ nhân quyền các thứ này kia cái nọ. Và ngay cả các cái lực lượng gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, rồi những cái đảng phái hiện giờ đang ở bên ngoài Việt Nam, hay là những cái tổ chức này kia cái nọ hay thường chỉ trích chính quyền Việt Nam đó về tự do tôn giáo, tự do nhân quyền, tự do phát biểu, tự do chỉ trích, tự do này kia cái nọ, thì rõ ràng họ cũng coi bà này giống như thánh vậy đó, và cứ muốn xây dựng một số những cái người nữ ở trong Việt Nam, là những người mà gọi là đấu tranh trong Việt Nam thường bị tù tội hay bị chính quyền của Việt Nam đem bắt, thì nói ra giống như là một cái hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi của Việt Nam chẳng hạn, ví dụ như là nghe nói là cái cô nắm cô niết gì, hay là cái cô trang cô triết gì đó, đại loại đạo nhiều thứ lắm, thì họ cứ muốn nói như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng ngay cả cái hình ảnh như bà Aung San Suu Kyi cũng đã bị hoàn toàn sụp đổ ở dưới con mắt của ngay cả cái lực lượng phương Tây, chứ không phải là trong cái cộng đồng riêng của Miến Điện không. Nói chung là người ta rất là hụt hẫng, người ta cảm thấy rằng nó đã đi ngược lại những cái giá trị, những cái điều mà ở phía phương Tây họ mong muốn hoặc là họ cổ suý. Thì, cụ thể đó, thì chúng ta thấy rằng bà Aung San Suu Kyi là chủ tịch của cái đảng Liên minh Quốc gia vì Dân Chủ, hay viết tắt là NLD đó. Và trong cái cuộc bầu cử phổ thông năm 1990, khi đó thì cái đảng của bà ta đó đã được chiếm tới 392 trên 485 phiếu. Và ai cũng nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ được làm thủ tướng. Nhưng mà chính quyền lúc đó thì cái lực lượng của ở phía bên quân đội của Miến Điện đã can thiệp và người ta không cho bà ta nhậm chức, không cho cái hoạt động của cái đảng đó. Thì cuối cùng thì quân đội đó đã khống chế và nói chung là quản thúc bà ta tại gia.
Và cái sự quản thúc này á, cái chính quyền mà của quân sự của Miến Điện đó, họ đã kéo dài tới 15 năm. Và bà ta đã bị tất cả 15 năm trong tổng số 21 năm quản thúc tại gia, cho đến khi mà cái hồi tháng 11 năm 2010 bà ta mới được thả. Và qua đó thì bà ta đã trở thành một cái tù nhân chính trị, mà nữ tù nhân chính trị nổi tiếng nhất trên thế giới thời lúc đó. Tức nghĩa là người ta cảm thấy một người phụ nữ dấn thân vì vấn đề mà xã hội, bỏ đi các cái công việc rất là tốt ở bên nước Anh, bà ta có chồng là người gốc Anh, rồi con cái ở bên đó nữa, mà cuối cùng thì trở về nước để mà hoạt động, và cuối cùng bị bắt và khống chế trong một cái gia đình, một người phụ nữ rất là nhỏ thó, ốm yếu, rất là dễ nhìn, bà rất là giỏi nữa, nói tiếng Anh, nói chung là hoạt động bên ngoài rất là nhiều, thì người ta thấy rất là dễ thương. Chính vì cái điều đó nó tạo một cái sự thu hút, một cái sự mà cảm hứng là cũng cũng có lý do chứ không có. Thì bà này được giải thưởng nhiều lắm. Cụ thể thì năm 1990 đó. Thì sau khi mà bà được tặng cái giải thưởng tưởng niệm gọi là Therese Bradford, thì sau và cái giải thưởng gọi là Sakharov cho tự do tư tưởng, thì bà tiếp tục được trao tặng cái giải thưởng cao quý nhất, cái giải thưởng mà nhiều người cũng rất là mong muốn, đó là cái giải thưởng Nobel vì hòa bình năm 1991. Tuy nhiên thì sau này đó thì nhiều nước họ thấy rằng cái phát cho bà ta cái giải thưởng đó là làm hoen ố cho cái giải thưởng này, bởi vì xảy ra rất là nhiều các cái sự kiện. Và thật ra thì cái giải thưởng hòa bình này cũng có nhiều nước họ cho rằng lấy được những cái chiêu trò của những cái nước tư bản, hay là những cái nước mà họ cũng không có tôn trọng các cái giá trị bình đẳng đâu. Ngay cả như Việt Nam chúng ta hồi xưa có một cái ông Lê Đức Thọ đó, cũng được đề cử và được đắc cử để mà nhận cái giải thưởng này, nhưng mà ông Lê Đức Thọ lúc đó không có nhận. Thì cái giải thưởng mà gọi là Jawaharlal Nehru của cho cái sự mà gọi là cảm thông quốc tế của chính phủ Ấn Độ cũng đã tặng cho bà ta cái giải thưởng đó. Rồi chính phủ mà của Venezuela năm 1992 cũng tặng cho bà này gọi là cái giải thưởng là Simón Bolívar. Và năm 2007 đó thì chính phủ Canada mới là dữ dằn khi mà công nhận cho bà này, hay đúng hơn là cho bà một cái danh hiệu là công dân danh dự của Canada, một cái danh hiệu mà Canada rất ít khi mà trao tặng cho những cái công dân nước ngoài. Và hồi trước tới giờ thì Canada chỉ cho mới có 4 người thôi, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Thì nhưng mà cái giải thưởng cao quý đó thì Canada họ cũng đã rút lại rồi, họ đã hoàn toàn là lấy lại, bị tước cái danh hiệu đó hồi năm 2018. Và cái giải thưởng của bà Aung San Suu Kyi hồi năm 2011, bà ta cũng được thêm một cái huân chương về gọi là Waterbird, rồi bà ta đã được vào các cái câu lạc bộ danh dự của cái hội gọi là câu lạc bộ Madrid ở phía bên Tây Ban Nha. Rồi 2012, đây là một cái điều đặc biệt mà chính quyền Hoa Kỳ dành cho cái bà Aung San Suu Kyi, gọi là một cái huân chương vàng quốc hội của Hoa Kỳ, Congressional Gold Medal. Đây là một cái giải thưởng cao quý, coi như đứng thứ nhì ở Hoa Kỳ đó, chỉ sau cái huân chương mà cao của gọi là huân chương tự do của tổng thống thôi. Nếu mà tổng thống Hoa Kỳ khi mà trao tặng một cái huân chương á thì đó là cái huân chương cao quý nhất, nhưng mà ở quốc hội cũng có quyền trao tặng một cái huân chương, và cái huân chương ở bên quốc hội ta gọi là huân chương vàng của quốc hội, và được trao tặng. Bà Aung San Suu Kyi đã đến trước quốc hội của Hoa Kỳ và phát biểu trước quốc hội của Hoa Kỳ, lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ phải ngồi nghe bà ta nói những vấn đề này vấn đề kia, và quốc hội Hoa Kỳ lúc đó ai cũng tôn sùng bà ta hết, rồi đến bắt tay bắt chân làm rất là cảm thông một người ở tù quá lâu đi, bị khống chế quá lâu, bị coi như là bị quản chế này kia nọ, người dấn thân vì dân vì nước, vì vấn đề tự do dân chủ nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo cho Miến Điện, cho nên ai cũng rất là ca ngợi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng á, cái liên minh về dân chủ của Miến Điện đó, thì hồi năm 2015 thì cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lợi áp đảo trong cái cuộc bầu cử, khi mà chính quyền của ở phía bên Myanmar khi đó là do quân đội đó thì có một cái sự đàm phán, và cuối cùng thì người ta cũng đã đồng ý cho các việc mà bầu cử lại trong sau khi có thỏa thuận và xây dựng một cái hiến pháp. Thì trước khi mà đưa ra một cuộc bầu cử chung thì ở phía bên quân đội của Miến Điện khi đó người ta cũng gài được một số các cái tình huống, tức là không chấp nhận cho bà Aung San Suu Kyi làm cái vị trí lãnh đạo, người ta ghét bà này,
Bởi vì họ dính vào một cái điều là nếu như có quan hệ với nước ngoài đó thì không được làm nguyên thủ quốc gia, không được đứng đầu các chính phủ. Và bà này thì có người chồng là người người Anh, và các con của bà ta cũng có quốc tịch Anh, cho nên là không thể nào là làm cái vai trò tổng thống được. Bởi vì cái điều này cũng đúng thôi, nếu mà có quan hệ nước ngoài nó ảnh hưởng tới an ninh, nó ảnh hưởng tới cái sự mà người ta cho rằng có lòng trung thành với quốc gia hay không, người ta nghi ngờ cái điều đó là đúng. Bởi vì anh có hai ba quốc tịch thì anh rất có thể làm di chuyển bất cứ lúc nào, mà anh không có một sự gắn bó triệt để với cái quốc gia này, người ta có quyền nghi ngờ về cái sự hy sinh của anh chứ, của bà chứ. Thì đó là cái điều mà ở phía bên coi như là bên quân đội của Miến Điện họ đã kịp gài vào trong cái hiến pháp của Miến Điện khi đó, và cái điều này đã cản trở rất là lớn cho cái việc mà mặc dù là cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lợi áp đảo trong cái cuộc tổng tuyển cử quốc hội khi đó, nhưng mà cuối cùng đó thì bà không làm được tổng thống. Và nhưng mà bà ta đó đã được xây dựng nên một cái hình thức là một cái vị trí tự xưng lên, đó là cố vấn cho cái chính quyền. Và hiện giờ đó, từ lúc đó đến bây giờ thì ai cũng hiểu được rằng bà ta là cái tư cách là người dầm chủ tịch của cái đảng, và là cố vấn, cho nên là thực quyền gần như là nằm trong tay của bà Aung San Suu Kyi. Đó là cái điều mà thực tế. Cho nên người ta cứ chỉ trích cái chính quyền của Miến Điện thì người ta nói thẳng bà Aung San Suu Kyi thôi. Cho nên ai cũng hiểu được rằng cái chính trường của Myanmar đó là bà Aung San Suu Kyi là cái tiếng nói rất là quan trọng, tiếng nói quan trọng nhất, và bà ta mới là thực sự là cái người lãnh đạo của đất nước đó. Thì lúc đầu đó khi mà chính phủ Myanmar được thành lập đó, thì nói chung là phương Tây họ rất là ca ngợi, họ ban đầu họ rất là ủng hộ, và họ coi bà này giống như là một cái biểu tượng dân chủ, và cái đảng phái của bà ta là cái sự ghi nhận của cái quá trình đấu tranh của cái lực lượng quần chúng, và nó phù hợp với cái lòng dân, và cái phong trào đó là nó mang tính chất điển hình và cần phải nhân rộng ra. Và người ta hy vọng rằng cái chính quyền bà ta có ấp ủ quá nhiều các cái sự mà khát vọng đó, bởi vì trong thời gian quá dài để mà nằm ở cái vai trò phản biện và vai trò chỉ trích cái chính quyền, thì bây giờ bà ta đem những cái điều mà cải cách mới cho cái đất nước Miến Điện. Tuy nhiên á thì những cái ca ngợi lúc ban đầu, những cái hy vọng đó của phía bên châu Âu, ngay cả các cái nước, ngay cả người dân Miến Điện đi nữa, cũng đã nhanh chóng bị nhìn nhận ra thực tế. Nói chung là nhanh chóng nó đi qua đi, nó không còn là những cái điều mà người ta thấy rằng cái tiếng nói, cái lời hứa hẹn của gọi là một cái nhà đối lập như bà Aung San Suu Kyi khi mà ngồi một góc á thì cái gì cũng nói giỏi đó, cái gì cũng chỉ trích rất là mạnh bạo, cái gì cũng tỏ vẻ là nếu mà tôi làm thế như thế này tôi sẽ làm 10, làm 5, làm 7, làm lần cái chính quyền đó, rồi tôi sẽ làm như này, tại sao làm như kia, chỉ trích vi phạm cái này vi phạm cái kia đủ chuyện. Nhưng mà đến khi mình lên thì nó không được như thế, trở thành một cái lãnh đạo thì mình trở thành một nhà độc tài. Và sau khi mà sớm nhận ra nhiều cái vấn đề ở Miến Điện đó thì họ không thể giải quyết mà những cái mâu thuẫn nội tại đó, cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi đó chỉ là giỏi nói thôi, giỏi đưa ra các cái khẩu hiệu thôi, nhưng mà gặp các cái sự kiện thực tế bà ta không làm như vậy, bà ta đã không làm đúng. Mà ví dụ như trong cái trường hợp mà cái sự khống chế của coi như là của quân đội đó thì rõ ràng là họ khó khống chế, nhưng mà cái cuộc khủng hoảng về người tị nạn năm 2015 đó gọi là Rohingya đó, đây là cái giọt nước tràn ly, cái điều mà không thể chấp nhận được. Thì hàng nghìn những cái người mà Rohingya khi đó là từ Bangladesh, từ ở Miến Điện, rồi các phương tiện truyền thông gọi là vấn đề mà thuyền nhân, hay đến giờ mà gọi là cái làn sóng mà họ di tản, thì cái điều đó, đó cái cao quỹ Liên Hợp Quốc khi đó ước tính khoảng 25.000 người từ tháng Giêng năm 2015 đã lên thuyền vượt biên và đã có một cái làn sóng trốn chạy, và cho thấy rằng á những cái người này đó ở Miến Điện nhưng mà họ đã không được xét quốc tịch, không được công nhận là cái người Miến Điện, và cái chính quyền chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã từ chối công nhận họ là những cái dân tộc ở trong đất nước nữa, bởi vì họ khác vấn đề về đạo giáo, khác vấn đề chủng tộc thôi. Nói chung là trong cái lúc bà đấu tranh dân chủ nhân quyền mà ta nói hay lắm, nói như thế này như thế kia, nhưng mà cuối cùng thì bà ta là cái người phân biệt, những đời kỳ thị, vấn đề đủ thứ chuyện hết, vì những cái lý do này lý do khác.
và cái người Rohingya đã không có một sự bảo hộ pháp lý ở một cái đất nước Miến Điện, một cái chính quyền Miến Điện mới. Và chính quyền đó họ chỉ coi họ như là những người đang tị nạn thôi, những người đang coi như là từ Bangladesh, phải đối mặt với cái sự thù địch, cái sự trả thù của những người mà đó từ đạo Phật hay là những cái đạo giáo khác. Rồi nó đã tạo ra cái làn sóng, cái người Rohingya họ phải bỏ cái đất nước Miến Điện mà họ đi, họ trốn chạy, và mặc dù biết rằng đi đến các cái nước Đông Nam Á cũng là bất hợp pháp đó, theo kiểu vượt biên mà, thì họ vẫn phải làm. Nó đã đẩy một cái làn sóng đó hết sức là tồi tệ, và thế giới lên án rất là dữ dằn cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi. Thì người ta đã tìm thấy là khoảng hàng chục những cái ngôi mộ đó, mấy chục những cái ngôi mộ coi như là đã trong những khu vực hẻo lánh ở những cái vùng núi, làm các thứ này kia nọ cho cái việc mà di cư như thế này. Và có thể nói là cái số lượng có thể là hàng trăm ngôi mộ chứ không phải ít nữa. Và theo ước tính có khoảng 140.000 người trong số khoảng chừng 800 đến 1 triệu mốt người Rohingya đã buộc phải tìm nơi ẩn náu tại các nơi sao mà di dời, nhất là sau cái cuộc bạo loạn ở đất nước Miến Điện đó. Thì ban đầu khi mà xảy ra các vụ việc này thì cái chính quyền của Malaysia thì cái đạo đó rất là nhiều, và họ đã từ chối cái sự cung cấp hỗ trợ cho bất cứ một cái người tị nạn nào cập vào bờ, nhưng mà đồng ý cung cấp các cái đồ dự phòng và chuyển hết những cái người đó đi sang những cái nơi khác nữa. Rồi ngoại trưởng Úc khi đó thì nói về những cái thuyền nhân này, họ tin rằng những cái người đó đó là họ phải nói chung là cái cuộc khủng hoảng về cái người tị nạn khi đó nó xảy ra rất là nhiều. Và chúng ta thấy là các cái nước ASEAN cũng đã triệu tập một cái cuộc họp khẩn cấp các cái bộ trưởng ASEAN về các cái tội phạm xuyên quốc gia, về để giải quyết các cái cuộc khủng hoảng này, nó làm cho thế giới rất là loạn. Và chúng ta thấy rằng chính quyền Myanmar khi đó đã thông báo là đồng ý tham gia đàm phán cấp khu vực về cái vấn đề mà giải quyết vấn đề đó. Và tổng thống khi đó là ông Barack Obama đó, khi chưa hết nhiệm kỳ cũng đã kêu gọi Myanmar là chấm dứt phân biệt, đối xử chống lại cái người thiểu số. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng nó vẫn cứ xảy ra, và bà Aung San Suu Kyi không còn là một biểu tượng nữa, cho thấy rằng những cái lời nói của bà ta nó không đúng với các cái việc làm. Thì bây giờ phương Tây đã quay ngược lại, không có còn tiếp xúc với cái chính quyền này, không còn mặn mà với bà Aung San Suu Kyi, mà người ta cũng chả còn hy vọng nữa. Nhưng mà người ta vẫn tôn trọng những cái giá trị là cái quyền tự quyết của những người dân, và cái hiến pháp bây giờ anh đã đang xây dựng mức độ là như thế thì bây giờ phải tuân thủ. Và cái cuộc bầu cử lần này nếu như mà nó có những cái dấu hiệu gì bất thường, và cũng không thể sử dụng cái bạo lực để mà tiếm quyền của cái sự lãnh đạo đúng đắn, cái sự mà được bầu cử nó hợp pháp, thì người ta cũng lên án. Và chính vì cái sự mà quay ngược của phương Tây không tiếp tục mà quan hệ tốt với bà Aung San Suu Kyi nữa, thì bà ta lại đi tìm những cái mối quan hệ khác. Và có các cái dấu hiệu cho thấy rằng bà Aung San Suu Kyi đang quay sang cái sự tìm kiếm cái sự trợ giúp cụ thể là từ Trung Quốc với nước Nga. Và Trung Quốc với nước Nga thì nó có những cái chiêu trò riêng nữa, thì Myanmar mà đi vào hai cái nước này thì có lẽ là người ta thấy rằng cái giá trị dân chủ nhân quyền cũng không có được cải thiện mấy, và rất có thể là nó đi vào cái hướng là độc tài nhiều hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái tình hình của Miến Điện đó, nhất là một cái hình mẫu như bà Aung San Suu Kyi khi mà đưa lên, lúc mà đưa lên á, khi mà bị bắt, bị tạm giam, rồi trong cái lúc bị khống chế, bị quản thúc tại gia, bị coi như là không có đi đâu được á, thì ngồi một chỗ lúc nào cũng chỉ trích chính quyền kinh hồn, và nói cái gì cũng hay. Thật ra thì ngồi chỉ trích rất là dễ, người ta làm mới khó. Và mình chỉ trích nhiều khi mình thiếu các kiến thức, mình không có một cái nhìn rất là toàn diện. Và chính vì mình nhìn cái nhìn không có toàn diện mà chỉ thấy gần không có thấy xa, và thấy những cái mảng này không thấy những cái mảng kia. Mà ta có thể thấy về những cái mảng về hoạt động trong cái lập pháp, về vấn đề hành pháp các thứ một số, nhưng mà không có nhìn thấy những cái vấn đề về tôn giáo, những cái vấn đề về sắc tộc, những cái vấn đề về mâu thuẫn nội tại trong cái xã hội, và những cái nhu cầu trong cái thành phần quốc gia là như thế nào, cái việc phân chia quyền lợi nó ra làm sao, và những cái hướng phát triển của đất nước của bà ta theo cái hướng nào, rõ ràng là đang rất là lúng túng. Và cứ lây quay như thế thôi mà đưa ra rất là nhiều các cái sự mị dân trong cái những người mà gọi là bên đạo Phật giáo,
Thì rõ ràng là cái đạo Phật là đạo mà nó phổ biến ngay tại đất nước Miến Điện, cho nên là bà ta chỉ cần nói tắm những cái thành phần đó đủ rồi. Thì rất là dễ khi mà một cái đất nước mà nó phát triển không có đồng bộ nó, thì có khi họ chỉ cần hơn phân nửa phần trăm cái dân số ủng hộ là được rồi. Và rất là dễ khi mà họ ủng hộ, được đạt cái sự ủng hộ của những người ở thành phố lớn thôi. Họ có thể là không cần những cái người dân ở những cái thôn quê, bởi vì những người dân ở thôn quê cái dân số nó ít và họ là những người yếu thế, nhưng mà họ không có cái phiếu bầu nhiều, họ không có mang tính chất quyết định để mà bầu các cái tổng tổng thống chẳng hạn, hay là bầu cho các cái đảng phái của họ. Cho nên nhiều khi họ chỉ ra những cái chính sách ủng hộ cho số đông là được rồi, không cần phải 100%, chỉ cần 70%, 80% thôi, chỉ cần 60%, nói chung là quá bán hay là 2/3 là được rồi. Theo cái kiểu đó thì nó có một cái điều, nó không có toàn diện, nó không có mang cái tính chất làm phục vụ cho nhân sinh, trong khi cái tiêu chí của bà ta gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền là hy sinh dấn thân vì cái đồng bào, vì cái dân tộc Miến Điện, vì cái quyền và lợi ích chung. Họ bị cái tụi gọi là quân đội nó đàn áp quá đi, cái quân đội nó khống chế nhiều quá, cái quyền của người dân không có được bầu cử, không có được ứng cử, không có được này kia, cái quyền gì cũng không được hết, và đất nước Miến Điện bị lún sâu. Nhưng mà bây giờ bà ta lên làm lãnh đạo thì đất nước Miến Điện có đâu khá đâu, nó vẫn làm ăn rất là khó khăn, về vấn đề mà mở rộng đầu tư cũng không có cái gì. Chính sách Miến Điện mà bây giờ hiện giờ đang không ổn định vậy, ai mà dám đem tiền vào đầu tư? Rồi những cái quan hệ, những cái chính sách của cái chính quyền đó nó cũng rất là bất nhất, và cho thấy rằng đó cái việc mà đổ vỡ cái hình tượng bà Aung San Suu Kyi cũng là cái cách mà rút kinh nghiệm rất là nhiều cho những cái nước khác, ngay lại là những cái giới mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam các thứ này kia, trước đây cũng hay múa mai lắm, hay là tổ chức các cái chuyến đi, rồi cử người nào là đi qua bên Miến Điện, nào là học tập cái đấu tranh dân chủ của Miến Điện, rồi đi qua Miến Điện để coi tiếp xúc với cái đảng là coi như là cái đảng của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà cuối cùng á thì đó cũng chỉ là những cái điều múa mai thôi, học cái gì có gặp bà Aung San Suu Kyi đâu, chỉ là đi ngồi ở ngoài đường ngoài phố rồi cũng nói là qua là tiếp xúc, học hỏi anh về cái NLD, rồi trong cái đấu tranh dân chủ của bà này, rồi họ đưa ra rất nhiều các cái bài viết ca ngợi bà này lên tận mây xanh luôn. Nhưng mà bây giờ đó thì những cái người mà họ ca ngợi như thế họ tắt hết, họ im re hết, họ không có nói gì hết, mà cái hình mẫu này nó hoàn toàn bị thất bại. Và những cái nước mà đã đồng ý hay là cũng hội đồng mà cấp cho bà ta về cái vấn đề mà cái huân chương về hòa bình đó, thì người ta quay ngược là họ chỉ trích rất là dữ, họ nói là đây là một cái sự ô nhục, một cái sự mà không thể chấp nhận được khi mà tao trao cái giải thưởng như thế cho bà ta, và trao như vậy đó thì nó không có giúp được cái gì hết. Khi một người quá mất uy tín đi mà lại được công nhận là cái tổ chức mà gọi là hòa bình, giống như là vừa qua đó thì cái tổ chức gọi là Black Lives Matter ở tại Hoa Kỳ, những cái tổ chức mà gọi là hoạt động có những cái biểu tình quậy phá đốt phá tùm lum la hết, cũng được một số những cái tổ chức họ đề nghị là nên cấp cái giải thưởng Nobel về hòa bình, thì cũng đang bị chỉ trích rất là dữ, mặc dù người ta biết rằng sẽ bị rớt ngay từ vòng ngoài thôi, nhưng mà cái sự đề nghị đó cũng là một sự cho thấy nó rất là buồn cười. Thì một cái dân quậy phá mà lại được cấp cái giải thưởng đó thì không thể chấp nhận được. Còn bà Aung San Suu Kyi thì thật ra là năm 1991 á, trong cái thời điểm lúc đó người ta không có nghĩ rằng bà Aung San Suu Kyi là như thế, người ta cứ nghĩ là bà ta đang dấn thân, bà ta đang bị khó chịu, bà ta này kia, nó muốn tạo các cái cảm hứng để làm áp lực lên phía bên chính quyền, khi đó là của phía bên quân đội, để mà cởi mở hơn cho bà ta, để cho bà ta tham gia vào chính trường, để cho bà ta thực hiện các cái quyền này quyền kia, để mở rộng cái dân chủ, để mở rộng cái bầu cử tự do các thứ. Chứ mà họ không nhìn thấy cái sự che đậy, cái sự mà trang điểm hay cái sự mà ngụy trang của bà Aung San Suu Kyi khi đó. Bà ta đã che giấu rất là kỹ và không có để lộ ra được cái bản chất, không có nói về những cái tư tưởng, những cái chiến lược về vấn đề mà họ đối xử với cái người mà cái nhóm người dân thiểu số như thế này, một cái bộ phận ở trong cái đất nước Miến Điện trong rất là lâu đời, nhưng mà vẫn coi không phải là dân tộc Miến Điện, vẫn coi là cái người ngoại lai và không chấp nhận cho các cái quy chế về quốc tịch. Thì đó là những cái điều nó thuộc về nó rất là nguy hiểm, là thuộc về chiến
gọi là cái mâu thuẫn về sắc tộc rồi, nhất là tôn giáo nữa, mà những cái mâu thuẫn đó nó có thể nói rằng hồi trước và ai mà dính vào á, những cái chính quyền nào mà dính vào những cái điều đó là gần như là rất là dai dẳng, và nó truyền từ đời này sang đời khác, và nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn kinh khủng lắm. Và chắc chắn rằng Miến Điện cũng chưa thể nào yên được. Và trong những ngày tới á, nếu như mà có một cái sự mà chính biến và quân đội mà nó có tràn ngập ở trên đường phố của Miến Điện chẳng hạn, thì là một cái điều mà ai cũng có thể đoán trước, và cũng sẽ không có bất ngờ nếu mà xảy ra những cái điều đó. Và như vậy đó thì Miến Điện lại tiếp tục lún sâu hơn nữa vào các cái cuộc khủng hoảng, mà cái cuộc khủng hoảng người ta nói nhiều đó là cuộc khủng hoảng về hiến pháp. Và sau một quá trình sau khoảng chừng gần 20 năm gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền rồi các thứ này kia nọ, thì cuối cùng Miến Điện cũng trở lại con số 0, trở lại cái con số cũng chả có gì hết. Thì bởi vậy khi mà phát triển một cái đất nước hay là cổ xí một cái chính thể đó, thì thật ra trên thế giới này không có một cái chính thể nào mà nó toàn vẹn hay là nó là một hình mẫu chung của tất cả thế giới. Nếu mà nói cái chính thể của Hoa Kỳ là cái chính thể mà hình mẫu đi, thì tất cả các nước thế giới họ đã theo rồi. Hoặc là chính thể mà điều hành theo cái kiểu của Pháp là hình mẫu thì người ta đã theo, hoặc là của Trung Quốc là hình mẫu thì người ta cũng theo, nhưng mà không có cái nơi nào người ta thấy là hình mẫu cả. Nó có cái tốt cái này, nó sẽ có cái hại kia, và nó có cản trở nọ, và cái sự hoàn toàn phát triển làm sao mà cho nó đồng bộ đó, mà nó nhịp nhàng, mà vấn đề làm sao phải nhằm cái mục đích cao cả, nhất là những người dân họ cảm thấy nó có cái cuộc sống tốt hơn, họ cảm thấy thoải mái hơn, họ cảm thấy tự do hơn, và người ta đủ ăn đủ mặc và nó đáp ứng đầy đủ các cái nhu cầu vật chất tinh thần, điều đó mới là quan trọng. Chứ còn mà xây dựng một cái mô hình giống như là mô hình đa đảng đa nguyên và bầu cử tự do, một cái mô hình mà được tự do báo chí, tự do một kiểu hết sức là mà thiếu kiểm soát đó, thì nó cũng tạo ra một sự hỗn loạn. Hoặc là xây dựng một cái chế độ mà dân chủ theo cái kiểu nửa voi nửa nửa dơi nửa chuột á, thì nó cũng rất là nguy hại, giống như là cái cuộc dân chủ ở bên Miến Điện cũng là gọi là tập tành, mà họ cũng bị khống chế rất là nhiều, khống chế bị quân đội đang nắm 25% trong cái hiến pháp, trong cái quốc hội, rồi nào là nắm ba bộ, rồi hoặc là trong cái dân chủ của bên ở bên Ấn Độ chẳng hạn, hay là dân chủ của ở bên coi như là Thái Lan cũng vậy thôi, cũng là đảng phái cũng bầu cử tùm lum la hết, nhưng mà lâu lâu cái tòa án họ ra quyết định là cấm cái đảng phái nó hoạt động, rồi họ bắt bỏ tù, rồi nhiều khi hủy bỏ các cái kết quả bầu cử, rồi thậm chí là quân đội nhảy ra các cái cuộc đảo chánh, rồi lại có ông vua trong đó nữa, thì rõ ràng nửa dơi nửa chuột, cái cuộc gọi là dân chủ chả ra dân chủ, quân chủ chả ra quân chủ, mà nó đại nghị chả ra đại nghị, mà cái chính biến lúc nào cũng có thể xảy ra được hết, rất là nguy hiểm. Và cái điều này trở lại một chút nữa về vấn đề của Hoa Kỳ cũng vậy. Thì trước đây trong cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ tổng thống Donald Trump thì cũng có nhiều cái sự tố cáo, và người ta cũng đưa ra rất là nhiều các cái bằng chứng và nói về cái lý do này lý do kia. Thì qua cái sự việc đó cũng có người họ ủng hộ là nên giao cho quân đội, để cho quân đội tiếp quản đi, rồi cuối cùng này để giải quyết xong mọi việc mới trả lại cho vấn đề dân sự. Thì thật ra đó là một cách đi lùi chứ không phải là cách đi tiến tới của cái hệ thống dân chủ. Thật ra thì hệ thống dân chủ là hệ thống phải do dân sự bầu và người dân quyết định mọi thứ, còn quân đội phải phải nằm bên ngoài, quân đội chỉ là bảo vệ cái đất nước thôi, họ không mang cái chất đảng phái. Đó là cái hoạt động dân chủ này tại Hoa Kỳ là phải hiểu như thế. Chứ còn bây giờ mà giao cho quân đội thì dĩ nhiên chúng ta thấy là những cái hình ảnh mà quân lực họ chạy đầy ở trên đường phố chẳng hạn, thí dụ như ngày 28 vừa qua thì những cái hãng Reuters á, đã thấy được những cái chiếc xe thiết giáp á, đã có mặt trong rất là nhiều đường phố ngay tại Miến Điện. Thì cái điều này là cái động thái rất là quan trọng, những cái động thái này thì thể hiện một cái sự bất ổn, một cái sự nhúng tay sâu hơn nữa của lực lượng quân đội của Miến Điện trong những ngày tới. Và cho nên á, là để mà quân đội họ khống chế hay họ quản lý cái đất nước không thể nào được, bởi vì họ không phải là những người chuyên nghiệp, họ không phải là học người học từ trường quốc gia hành chính ra, hay là họ không phải là giỏi về vấn đề quản lý nước, họ không phải là quan văn, họ là quan võ, họ là những cái đám võ biền, thì chắc chắn một điều họ nhìn nhận ở đâu á cũng là theo cái thái độ của quân sự thôi, nó rất là nguy hiểm. Cái chính quyền mà gọi là thiết quân lực á không bao giờ được cổ xí á, chỉ là trong những trường hợp rất là khẩn thiết, cái trường hợp mà bất an kinh khủng lắm người ta mới sử dụng các cái thiết quân lực, chứ còn bình thường người ta không bao giờ sử dụng cái quyền đó.
và cho thấy rằng cái sự mà phát triển bền vững mới quan trọng. Cái sự mà tiến trình dân chủ đó có những cái sự đổi mới, có những cái sự thay đổi, và những sự thay đổi, những cái sự mà tiến triển nó phải theo cái nhu cầu và theo cái cơ sở hạ tầng, theo cái tồn tại xã hội của từng cái thời điểm, để mà người ta có những cái điều chỉnh nó phù hợp, như thế nó mới bền vững được. Chứ còn bây giờ áp dụng một cái mô hình nào đó đi vào cái kịch đi thì chắc chắn một điều nó sẽ khập khiễng, và thậm chí nó còn phản tác dụng nữa, nó rất đổ bất cứ lúc nào. Giống như là xây một cái căn nhà lên cho thiệt là cao nhưng mà không biết cách quản lý nó, không có cách bảo trì nó, rồi đem những cái rác rớm gì để trong đó tùm lum la hết, thì cái giá trị của nó cũng đã rất là tệ, và thậm chí là người ta sẽ cái căn nhà nó sẽ sụp bất cứ lúc nào. Thì thà là xây dựng chậm mà nó chắc, lên từng tầng mà lên một cái lúc nào đó thì lên tới đâu mình bảo quản tới đó và mình duy trì tới đó, thì đến một lúc nào đó tự nhiên là mình có thể đi chậm hơn người ta, nhưng mà nó hoàn thiện và nó sẽ bền vững và nó mang lại những cái lợi ích thiết thực cho những người sống trong cái căn nhà đó. Đó mới là cái điều mà cần thiết. Và chúng ta xin dừng ở đây. Rất là cảm ơn quý vị. Xin kính chào.